Khiến iPhone phát sốt. iPhone màn hình gập có thể là mẫu iPhone tương lai mà Apple đang nghiên cứu phát triển. Nhưng mới đây hình ảnh concept iPhone Fold của một nhà thiết kế cho các tín đồ của táo khuyết thấy nó trông tuyệt vời như thế nào. Mẫu thiết kế iPhone Fold được Ben Gaskin, một trong những nguồn tin dò dỉ chính xác các mẫu sản phẩm mới của Apple, giới thiệu. Màn hình linh hoạt ProMotion 8-inch khi mở cho phép iPhone này có thể biến thành chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ, trong khi kích thước ghi gập lại chỉ tương đương iPhone 11, theo concept của Ben Gaskin iPhone Fold có màn hình khoét lỗ để đặt camera selfie. Ngoài ra, iPhone Fold cũng hỗ trợ bút pencil của Apple. Nhiều concept thường được thiết kế theo ý tưởng mong muốn của nhà thiết kế dựa trên các tin đồn. Nhưng mẫu iPhone Fold của Gaskin rất giống với mô hình sản phẩm được moi ra từ một bản vẽ thiết kế tuyệt mật của táo khuyết. Apple cũng đã có nhiều bằng sáng chế về thiết bị màn hình gập, và người dùng khá quan tâm đến một sản phẩm như vậy của táo khuyết. Nhiều người còn kỳ vọng về chiếc iPhone gập hơn sau khi Galaxy Fold của Samsung gặp lỗi. Các chuyên gia công nghệ nhận định rằng Apple không vội vàng tung ra một chiếc iPhone màn hình có thể gập vì hãng này đang cần thêm thời gian để hoàn thiện loại màn hình này.